Nhưng mà có thể là nhiều bạn sẽ nói là Thuận ơi, nhìn vào tình hình năm nay nó không có giống như là năm 2016 Cũng không có giống như là năm 2018 Tại sao? Tại vì chúng ta đang nhìn vào một cái thời điểm mà có phần trăm lạm phát cao dẫn đến Fed tiếp tục tăng lãi suất và đang ở mức cao thì điều này cũng hợp lý các bạn Fed thực sự đã tăng lãi suất rất nhiều năm nay cho nên Thuận cũng tò mò muốn xem coi là những năm trước đó lãi suất của Fed như thế nào và cây đường đi của giá BTC ra sao thì ở bên đây đó các bạn thấy là bên tay phải đó Thuận là có một cây bảng để lãi suất của Fed từ năm 2014 đến năm 2022. Và Thuận đã ẩn cái Average Yield, đây là cái mức trung bình lãi suất, nó không có giá trị đâu các bạn trong cái lập luận này, cho nên Thuận sẽ không có xem cái mức trung bình, Thuận quan tâm đến là cái mức cao nhất của năm đó là bao nhiêu, mức thấp nhất lãi suất năm đó là bao nhiêu, và cuối cùng đóng là là bao nhiêu, và trong một năm nó giao động như thế nào. Thì cái mà thường nhìn thấy được nó rất là thú vị các bạn Nếu như mà chúng ta nhìn vào cái năm bắt đầu downtrend của kỳ trước đây là năm 2014 Các bạn sẽ thấy được đây là cái năm mà chúng ta bắt đầu ở cái mức lãi suất là 0.07% Rồi tăng lên tới 0.13% cuối cùng giảm xuống còn 0.06% Kết thúc năm đó là một năm mà lãi suất tổng cộng giảm lên 14.29% tuy là như vậy lãi suất rất là thấp luôn các bạn chúng ta nhìn vào ngay cả cái mức cao nhất của năm là 0.13% mà thôi hầu như là 0% nhưng mà đó là lại là một năm mà chúng ta thấy BTC giá giảm rất là nhiều năm kế tiếp năm 2015 là một năm tích lũy các bạn chúng ta thấy được là lãi suất đã tăng hơn rồi chúng ta nhìn thấy được là lãi suất bắt đầu ở mức là 0.06% cao nhất là 0.37%, vẫn rất là thấp nhưng mà cũng cao hơn năm trước đó và kết thúc ở mức là 0.2%, có nghĩa là trong năm 2015 đó, lãi suất của Fed đã tăng 233% rồi. Và đó là năm mà chúng ta thấy là giá cả có cái sự hồi phục. Đây là một năm tích lũy của BTC. Năm 2016 là Harbin chúng ta thấy được là giá có cái sự hồi phục mạnh trở lại. Và chúng ta nhìn thấy được là đó là năm mà lãi suất của Fed bắt đầu ở mức là 0.2% và kết thúc là 0.55. Nghĩa là đó cũng là năm mà Fed tăng lãi suất luôn các bạn, không phải là giảm. Nhưng mà BTC giá vẫn tăng. Và năm 2007 các bạn đã biết rồi, đó là cái năm mà chúng ta có cái đỉnh của cái chu kỳ đó chúng ta thấy được là ở mức là lãi suất kết thúc 1.33% mở đầu của năm 2017 lãi suất là 0.55 nghĩa là lãi suất của năm 2017 là tăng chứ không phải là giảm nhưng mà các bạn thấy được là giá vẫn tăng và đạt đỉnh mới. Rồi chúng ta bước qua cái chu kỳ mới đây đi. Chúng ta thấy được là năm 2018 đó chính là cái mùa đông à, của cái thời điểm trước khi mà có cái sự tăng trưởng của năm 2020. Thì lúc đó chúng ta thấy được là lãi suất năm đó tăng 80.45% thì như bạn nói là cũng hợp lý lãi suất tăng. Năm 2018 là một năm mà giá BTC giảm năm 2019 và 20 đó thì uh, hai năm này là lãi suất giảm cho bạn và nhất là năm 2020 lãi suất giảm mạnh và đây cũng là hai năm uh, mà tích lũy và tăng trưởng của BTC và đạt cái đỉnh vào năm 2021 lúc đó thì các bạn thấy được lãi suất cũng giảm 22% cho đến năm nay các bạn thấy lãi suất tăng tổng cộng là 6.085% trong vòng một năm mà thôi và năm nay cũng là cái năm mà giá BTC xuống rất là nhiều thì khi mà các bạn nhìn vào cái tài liệu này đó các bạn có thể đưa ra một số những cái nhận định dựa theo những gì mà chúng ta biết thứ nhất đó là cái chu kỳ trước đó từ 2014 đến 2016 thì có thể là lúc này Bitcoin quá nhỏ chúng ta không có nhiều cái sự liên kết giữa Bitcoin và thị trường tài chính nói chung đó cũng là một cái lập luận các bạn nhưng mà lập luận này nó chỉ dựa vào tài liệu chúng ta có từ năm 2018 mà thôi nó cũng không có đầy đủ tài liệu đâu tại vì nếu các bạn có lập luận đó thì có thể là các bạn thấy được là cũng có một cái lý gì đó tại vì chúng ta thấy là những năm mà giá cả hồi phục hay là tăng đó là những năm mà chúng ta thấy là Fed giảm lãi suất chứ không phải tăng lãi lãi suất từ năm 2018 cho tới bây giờ thì đó là một cách suy nghĩ nhưng mà cách suy nghĩ đó như thường vừa chia sẻ nó chỉ dựa vào tài liệu 5 năm mà thôi tại vì các bạn trở về một năm trước đó nữa là năm 2017 đó là năm mà lãi suất tăng các bạn nhưng mà đó lại là năm bùng nổ của cái đợt tăng trưởng trước đó cho nên các bạn thấy lập luận này nó dựa vào một cái tài liệu hạn chế mà thôi. Nhưng mà nếu các bạn thật sự tin vào cái lập luận này đó thì các bạn đã biết là Fed đã nói gì về năm 2023. Đây là gì Fed nói mà thôi, còn Fed làm ra sao chúng ta không biết đâu. Nhưng mà Fed nói là sẽ tiếp tục tăng lãi suất À, thêm tổng cộng là 0.75% nữa thì có thể là sẽ ngưng tăng vào đâu đó là hết quý 1 của năm 2023 rồi sẽ tiếp tục giữ lãi suất cao cho đến hết năm có nghĩa là gì? có nghĩa là năm sau là một năm mà chúng ta thấy sẽ có cái dấu cộng sẽ có lãi suất tăng chứ không phải là giảm thì nếu các bạn tin vào cái lập luận này có nghĩa năm sau cũng sẽ là một năm mà chúng ta thấy giá đi xuống thêm nữa chứ không phải là tích lũy hồi phục như là năm 2019 hay là năm 2015 dựa vào lịch sử của những chu kỳ thì năm sau sẽ là một năm mà chúng ta sẽ có cơ hội tích lũy cũng là những mức thấp nhưng mà sẽ từ từ hồi phục theo thời gian nhưng mà sẽ không lập cái đỉnh mới trong năm sau dựa theo những chu kỳ trước đây nhưng mà nếu như dựa theo cái lòng tin các bạn về tác động của lãi suất thì năm sau lại là một năm mà có thể giá xuống thêm nữa chứ không phải là có sự hồi phục đó là hai cái quan điểm khác nhau mà thường muốn chỉ ra với các bạn còn một cách lập luận khác nữa người ta nói là cũng không hẳn đâu cả hai có thể là điều đúng tại sao cả hai là điều đúng tại sao chúng ta có thể thấy được là lãi suất năm sau vẫn có thể là tăng nhưng mà chúng ta vẫn có thể thấy là cái chu kỳ lặp lại là một năm mà tích lũy có một cái sự hồi phục nhẹ thì thường có một cái suy nghĩ như thế này có khả năng là chúng ta đã thấy là tất cả những gì xảy ra trong năm nay đã khiến cho rất nhiều người trong thị trường tài chính nói chung khá là sợ thị trường crypto này các bạn thấy được là bây giờ có rất nhiều những cái sự nghi ngờ về sàn nào không có tính thanh thoảng các bạn thấy được là chúng ta à, nhìn vào những cái sự kiện xảy ra trong năm nay liên quan tới Celsius, Voyager liên quan đến Twill Capital ftx vân vân rất là nhiều người mất lòng tin với thiền crypto này đến từ thị trường tài chính nói chung thì những người đó họ đã bán hết rồi những người nào cần bán họ đã bán những công ty đào nào mà họ không chui được họ cũng đã đóng cửa không đào nữa những công ty nào cần phá sản cũng đã phá sản rồi có nghĩa là khi mà những người đó rời khỏi thiền crypto này thì cái mối quan hệ giữa giá của BTC và giá của tài sản truyền thống cũng giống như là cái mối quan hệ với lại lãi suất nó sẽ càng ngày càng giảm đi và các bạn cũng đã bắt đầu thấy một dấu hiệu gì đó gần đây các bạn thấy được là hầu như cả tháng nay cái sự quan hệ giữa Bitcoin giá cả lên xuống hàng ngày với lại chứng khoán lên xuống hàng ngày nó không còn mật thiết như là cách đây nửa năm có thể là tại vì một số người đã rời khỏi rồi cho nên các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng đến từ người trong thị trường thì có khả năng là chúng ta thấy là cái sự ảnh hưởng nó sẽ giảm đi cho nên trong năm sau fed vẫn có thể là tiếp tục tăng lãi suất như là fed nói nhưng mà chúng ta vẫn có thể à, thấy được là thị trường crypto vẫn đi theo chu kỳ giống như chúng ta đã có những đợt trước cho btc đó cũng là một cái lập luận các bạn và cũng không có gì đảm bảo là fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và sẽ không giảm lãi suất năm 2023. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu như mà chúng ta thấy thất nghiệp tăng cao. Thì nghĩ là Fed sẽ quay đầu sớm hơn là dự định. Các bạn đã biết là Fed lúc nào cũng sẽ không có chính xác hoàn toàn khi nào họ nên tăng, khi nào họ nên giảm. Các bạn đã thấy được là lạm phát nó đã tăng cao rồi, rồi một thời gian sau Fed mới tăng lãi suất cho nên lúc nào cũng bị trì hoãn. Cũng giống như bây giờ mà thôi, tình hình kinh tế sẽ tệ nhanh hơn là Fed nghĩ. Rồi sau đó Fed lại phải gấp rút để mà giảm lãi suất. Khả năng đó hoàn toàn là có các bạn cho nên không ai đảm bảo là Fed sẽ giữ lãi suất cao cả năm 2023. Thường chỉ muốn chỉ ra được là những khả năng chúng ta sẽ có năm sau mà thôi. Thì để tóm tắt lại thứ nhất nếu chúng ta tin vào những chu kỳ thì năm 2019 này sẽ là một năm mà bắt đầu ảm đạm khoảng chừng là quý 1 của năm sau rồi sau chúng ta thấy là có một cái đợt phục hồi nhẹ nhưng mà rồi sau đó giá lại giảm xuống mà nhưng mà kết thúc cuối năm vẫn cao hơn là cái giá đầu năm đó là chúng ta đi theo chu kỳ 4 năm và chúng ta sẽ không thấy đỉnh mới lập năm sau nếu như chúng ta tin vào những chu kỳ. Nếu như mà các bạn tin vào lý thuyết lãi suất thì khả năng năm sau lãi suất nếu như mà như Fed nói thì sẽ là một năm mà lãi suất sẽ tăng rồi giữ ở mức cao thì nếu như dựa vào lịch sử mà chúng ta có từ năm 2018 tới bây giờ có khả năng là một năm mà thị trường crypto cũng sẽ tiếp tục ảm đạm và giá hoàn toàn có để xuống thêm nữa mà không đi theo chu kỳ. Đó là khả năng thứ nhì. Khả năng thứ ba là chúng ta có thể thấy là cái sự tách rời trong năm sau giữa crypto và chứng khoán nói chung thì khả năng lãi suất ảnh hưởng đến thị trường này nó sẽ giảm xuống. Nếu như mà Fed giảm lãi suất năm sau thì quá tốt rồi. Khả năng là chúng ta sẽ như những chu kỳ trước đây. Bản thân thuần đó thì tin vào lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới các bạn thấy là suy nghĩ của thần đó là ai cũng biết làm sao để có sức khỏe tốt nhưng mà nạn béo phì thì ngày lại càng gia tăng trên chân bạn đó, các bạn sẽ nghĩ là phần lớn tin về lịch sử nhưng mà không phải đâu các bạn phần lớn không tin về lịch sử vì nếu tin thì các bạn thấy là phần lớn đã kêu gọi là dựa theo lịch sử chúng ta đã đến cái hồi cuối của mùa tăng trưởng rồi thì người ta sẽ bán năm ngoái nhưng mà kết quả là không phải các bạn lúc nào cũng như vậy khi mà nhìn lại thì nó thấy rõ các bạn nhưng mà khi các bạn đang ở trong thời điểm đó đó thì sẽ có rất là nhiều những thông tin rất là nhiều những cái yếu tố mà dẫn đến các bạn nghĩ là lần này nó sẽ khác lần này nó sẽ không giống như những lần trước chúng ta sẽ có siêu chu kỳ chúng ta sẽ có này có kia và không còn có mùa đông kéo dài nữa chúng ta sẽ như là thị trường chứng khoán chỉ có những cái đợt downtrend trend ngắn hạn trong thời gian tăng trưởng dài hạn mà thôi đó là cái suy nghĩ của năm ngoái các bạn khi mà tất cả đều tốt cho nên nhìn lại đó thì lịch sử nó rất là rõ ràng nhưng mà khi lịch sử đang hình thành thì chúng ta không rõ ràng đâu và không phải ai cũng có thể tin vào chu kỳ mỗi 4 năm được các bạn tại vì khi mà các bạn nhìn vào giá cả đó thì rất rõ ràng là chu kỳ nó đi như thế nào thì người ta nói là nếu như vậy đó thì ai cũng làm giàu được rồi quá đơn giản các bạn chỉ cần mua ở những cái thời điểm giống như, như năm 2018 19 rồi chờ giá tăng bán là có lời rất nhiều Nhưng mà cái mà biểu đồ mãi mãi không có thể phản ảnh được Đó chính là cái tâm lý dày dò của những nhà đầu tư lúc đó Khi mà tin tức xấu này hết tới tin tức xấu kia kéo tới ào ạt thị trường ảm đạm rất là khó để mà giữ vững đồng tin Cũng giống như là khi mà thị trường quá tốt Rất là khó để các bạn có thể chốt lời rất là khó để các bạn có thể đưa ra một cái quyết định là giảm rủi ro khi mà giá khả đang tăng cao tại vì các bạn lo sợ mình sẽ mất đi cái phần lợi nhuận nếu như mà chốt lời quá sớm nó cũng tương tự gì đó các bạn và đương nhiên như mình chia sẻ thì lịch sử không phải là bản copy của nhau nó không phải là gps nó giống như là một cái la bàn định hướng hơn là một cái hệ thống định vị toàn cầu chúng ta dành ít thời gian để mình nói về chứng khoán Hoa Kỳ đi thì các bạn thấy được là đây là cái tài liệu liên quan đến lãi suất năm này và năm nọ thường vừa chia sẻ với các bạn liên quan tới Fed fund rate. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cây đường giá của S&P 500 thì các bạn sẽ nhìn thấy được là từ năm 2014 mãi tới bây giờ điều mà các bạn thấy được là cho dù là chúng ta thấy Fed tăng hay là giảm lãi suất thì trong những năm này đó thì chứng khoán phần lớn ấy, tiếp tục tăng trưởng chỉ có những cái đợt điều chỉnh nhẹ mà thôi là tiếp tục tăng trưởng mãi cho đến tháng 9 của năm 2021 chúng ta mới bắt đầu là thấy cái sự đi xuống mạnh của chứng khoán Hoa Kỳ và khi các bạn nhìn vào chỉ số kế tiếp chúng ta vừa nhìn đó chính là cái chỉ số S&P 500 chỉ số Dow Jones thì sao các bạn nhìn thực ra đây là cái tài liệu liên quan đến chỉ số Dow Jones thì khi các bạn nhìn vào từ năm 2014 cho tới bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy được là năm nào cũng hầu như tăng hết các bạn Chúng ta chỉ có những năm như là năm 2018 và năm 2015 đó thì giảm nhẹ mà thôi Trong lúc mà từ năm 2014 cho đến năm 2021 lãi suất có lúc tăng có lúc giảm nhưng mà chứng khoán Hoa Kỳ hầu như chỉ tăng mà thôi mãi đến năm 2022 chúng ta mới thấy là cái sự giảm xuống là 953%. khi mà chúng ta nói tới chỉ số S&P 500 đó, thì năm nay đã giảm 20% rồi trong khi những năm trước đó thì điều tăng chứng điều đặn các bạn cho dù là sức tăng hay giảm từ năm 2014 tới bây giờ thì vẫn tăng và chúng ta nhìn vào chỉ số Nasdaq đi chỉ số mà các bạn sẽ thấy được là năm nay đã giảm tổng cộng là 34% rồi các bạn Thì cũng tương tự như là hai chỉ số kia từ năm 2014 Điều zoom và các bạn đã thấy được là cho dù là sức tăng hay giảm đó Các bạn thấy được là chỉ số Nasdaq đều tăng đều đều à, Chỉ giảm một chút năm 2018 mà thôi Thì cái mà tôi nhận ra được là có một cái sự khác biệt ở đây các bạn sẽ thấy được là tại sao mà từ năm 2014 đến năm 2021 cho dù lãi suất tăng hay là giảm thì chứng khoán hầu hết là cũng tăng theo thời gian thì tại sao năm nay chứng khoán lại giảm mạnh như vậy thì có một điều khác biệt so với năm trước đối với thường liên quan đến chứng khoán đó chính là đợt này là cái phần trăm tăng trưởng nó như là cú sốc gì các bạn các bạn thấy được là những năm trước thì cũng có những năm như là năm 2015 lãi suất tăng tổng cộng là hai 133%. Các bạn thấy được là năm 2017 tăng 141%, nhưng mà năm nay là năm mà lãi suất mở đầu là 0.08% các bạn và kết thúc mức cao nhất bây giờ đó là 4.33%. Các bạn thấy được lãi suất đã tăng 6.085% rồi cái mà dẫn đến chứng khoán năm nay giảm mạnh như vậy nên tôi nghĩ là không phải là tại vì lãi suất tăng đơn giản gì đâu lãi suất tăng là một yếu tố chắc chắn rồi nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái tốc độ tăng quá nhanh cho bạn dẫn đến một cú sốc trong thị trường tài chính cho nên chúng ta mới thấy được là chứng khoán của hoa kỳ như là chỉ số nasdaq xuống nhiều như vậy từ đầu năm tới bây giờ và chúng ta còn một ngày nữa là ngày mai thì chúng ta mới biết là kết quả cuối cùng ra sao nhưng mà nó cũng cỡ gì mà thôi các bạn thì nếu như mà các bạn nghĩ một cách khác nữa nếu như mà năm sau lãi suất cũng tăng nhờ Phép fed nói đi thì uh, tuy lãi suất vẫn ở mức cao nhưng mà cái phần trăm tăng nó lại thấp xuống các bạn nó không có còn là cú sốc như là năm nay nữa thì khả năng là chứng khoán Hoa Kỳ đã cũng có thể là hồi phục lại và nếu như các bạn tin tưởng là năm sau là một năm mà BTC cũng có sự tương quan với chứng khoán giống như, như là các bạn không tin điều mà thường mới vừa chia sẻ là khả năng chứng khoán với lại BTC nó không còn tương quan nhiều nữa mà các bạn không tin điều đó các bạn nghĩ là không đâu mình vẫn nghĩ là khả năng vẫn đi theo chứng khoán Hoa Kỳ thì cái các bạn có thể nghĩ là khả năng vẫn có là năm sau chiến Hoa Kỳ hoàn toàn có thể hồi phục và nếu như các bạn tin là vẫn có sự tương quan chứ không phải là không có sự tương quan giữa chứng khoán và BTC thì khả năng cũng có thể là Bitcoin hồi phục tương tự như năm 2019 các bạn đó là điều mà thường muốn chia sẻ ở đây và đương nhiên khi mà các bạn nhìn vào chu kỳ tâm lý thị trường đó thì bên trên này là chu kỳ tâm lý thị trường từ hoài nghi đến hy vọng đến lạc quan đến niềm tin đến phấn khích rồi đến đỉnh là hưng phấn, rồi chúng ta bắt đầu một cái đợt đi xuống là bắt đầu từ kiêu căng, lo ngại, rồi tới phủ nhận, rồi các bạn thấy được bắt đầu là gần đến đấy là hoảng loạn, rồi tới đầu hàng. Các bạn thấy được chúng ta đến đấy là phẫn nộ và chán nản, rồi chúng ta lại bắt đầu một cái chu kỳ mới từ hoài nghi. Thì bên dưới này đó là cái đường đi giá từ năm 2011 tới bây giờ các bạn thấy là cũng không có phải là giống y chang như là chu kỳ tâm lý thị trường nhưng mà nó cũng đâu đó có một cái xu hướng có điều tương tương tự với nhau các bạn thì khi mà các bạn nhìn như thế này đó, thì thuận vẫn nghĩ là chúng ta đang nằm đâu đó từ đầu hàng đến chán nản các bạn ở giai đoạn này các bạn sẽ nhìn thấy được là đầu hàng các bạn sẽ có những cái tâm lý trên thị trường như là tôi bán hết không rồi đi lỗ thêm khi mà đến phẫn nộ đó các bạn sẽ thấy là sẽ có những tâm lý như là tại sao vẫn có người bán, ai đang số hiện tại, tại sao mà nhiều tin tốt mà thị trường vẫn đi xuống, tại sao chính phủ không cấm việc thao túng thị trường. Khi mà đến chán nản đó các bạn sẽ thấy là sẽ có những tâm lý như là tiền của tôi đã mất, tại sao tôi đầu tư quá nhiều, tôi là thằng ngốc, vân vân. Các bạn thấy được là hiện bây giờ đó ở các diễn đàn, ở những mạng xã hội Đâu đó chúng ta cũng có những cái suy nghĩ như thế này Cho nên Thuận thì nghĩ chúng ta đang nằm ở trong cái phần từ đầu hàng đến chán nản cái phần hoảng loạn nên thường ngày chúng ta đã qua rồi đó là lúc mà ai cũng bán tôi cũng thoát ra ngay lập tức thường ngày chúng ta đã qua cái giai đoạn đó rồi đó là sự cá nhân của thuận mà thôi và đương nhiên như mình thường chia sẻ với các bạn đó đây chỉ là những gì dựa theo lịch sử mà thôi và lịch sử nó cũng có hạn thôi các bạn như thường thường hay chia sẻ với các bạn thường là mọi người dựa vào lịch sử cho đến khi chúng ta có lịch sử mới cho nên đối với thuận đó, thì thuận sẽ làm gì trong thời điểm này thuận sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a